Chào mọi người quay lại với SEO Server. Ở cái bài video này chúng ta sẽ làm bài lớp 3. Thì chúng ta cũng sử dụng cái file database quản lý dự án. Mình đã thiết kế ở video 1, video 2, lớp 1, lớp 2 đó. Thì bây giờ mình sẽ nhìn sơ qua về yêu cầu của lớp 3. Thì trong cái lớp 3 này mình sẽ sử dụng hai cái hàm cache và convert để chuyển đổi kiểu dữ liệu. Ta nhìn thấy bài 1. Nó kêu mình chuyển đổi dữ liệu của cái bảng phân công. Ở bảng phân công này, thì ở mỗi câu lệnh mình sẽ viết hai lần, một lần dùng hàm cast và một lần dùng hàm convert. Là chú ý nè, tôi làm một cái câu ví dụ này nha. Từ đó các bạn điều khoản theo và làm nhé. Bây giờ mình tạo một cái query, cửa sổ query trên cơ sở dữ liệu quản lý dán này. Là bây giờ mình sẽ vô. Bây giờ mình sẽ làm gì đây? Yêu cầu là liệt kê tên đề án, tổng số giờ làm việc. Thì các bạn nhìn qua sơ đồ, các bạn thấy tên đề án ở bảng đề án, số giờ làm việc ở bảng phân công. Như vậy ở đây nó thông qua ba bảng là công việc, đề án và phân công. Thì mình phải biết cái mối quan hệ của các bảng thì mình chọn nó đúng nha. Như vậy mình ở đây sẽ có ba bảng có chọn với nhau, mà mục tiêu mình lấy là tên đề án và thời gian. À, các bạn kê tên đề án và tổng số giờ làm việc một tuần của nhân viên tham gia được. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ select cái tên đề án này. Nếu các bạn quên thì các bạn mở cửa sổ này nha. Mình tên đề án ha. Phải, bây giờ mình sử dụng đầu tiên là mình sử dụng hàm cát nè. Hàm cát trước. Tí mình sẽ làm hàng kênh vợ rồi sum sum cái gì sum cái cột thời gian hả, mình thấy cột thời gian sum cột thời gian rồi đối với hàm cát thì chúng ta có cái từ khóa s xong rồi decimal. Tại sao decimal là cái yêu cầu của bài toán, nó kêu mình chuyển tổng số làm việc tổng tổng số giờ làm việc là kiểu decimal, kiểu decimal với hai số thập phân. Như ở đây mình cho là độ dài là 5,2, hai là hai số lẻ, và phía trước là độ dài là ba ba số nguyên nha. Rồi bây giờ mình đóng lại từ bảng nào, từ bảng nào để mình biết đó là bảng công việc đúng không? Chọn với bảng đề án đúng không? On công việc chấm mã đề án bằng với lại đề án mã đề án. Các bạn muốn quên mối quan hệ thì chúng ta qua đây ta thấy công việc quan hệ qua đề án, qua cái mã đề án đúng không, rồi công việc qua phân công cũng qua mã đề án luôn. Như vậy tiếp em nó cho tiếp đúng không, em nó cho bạn 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 phân công công việc sẽ là công việc sẽ cho với bạn phân công on công việc chấm mã đề án bằng phân công chấm mã đề án đó. Rồi mình rút bài nữa, tại vì phải nhóm theo 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 tên mà. Rút bài theo tên đề án rồi xác định tổng số giờ làm việc ở đây vậy. Ở đây mình sẽ là đặt cái tên là tổng số giờ làm việc nha. Mình đặt tên là như vậy là S tổng số giờ làm việc. Rồi rồi mình chạy thử coi là được chưa, sang mình sửa tiếp đấy. Cái cột này đã được chuyển đổi sang kiểu về decimal. Đó, như vậy là tên đề án nè, tổng số làm việc của mỗi nhân viên là 52,32 nè, hai số giờ đó. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ xuống sử dụng câu lệnh này mà mình chuyển sang cái hàm cát đổi thành từ hàm convert. Khi mà mỗi một câu mình sử dụng hai cái hàm chuyển đổi để mình biết. Thì đối với hàm convert thì các bạn sẽ thấy là nó chỗ này nó sẽ là làm decimal, nó hơi ngược một tí chỗ kia 5,2 nào.
phẩy xung thời gian, đúng là xung thời gian đó, nó là như vậy rồi. Rồi chạy thử hai cái, chạy luôn hai cái đó, đó là tôi làm cho các bạn câu câu coi. Còn lại các bạn xác định kiểu ba cha, nãy tôi làm kiểu decimal, các bạn tự tìm hiểu kiểu kiểu ba cha nha. Rồi bây giờ mình tiếp cái câu này gì nè. Rồi, với mỗi phòng ban liệt kê tên phòng ban, phòng ban này liệt kê tên phòng ban, lương trung bình của những nhân viên làm việc cho phòng ban đó, lương trung bình là lương trung bình là nhân viên có lương, nhưng mà hai mình cho nên mình kết hai bảng nè, lấy tên phòng ban và lương trung bình nha. Rồi bây giờ bài này mình sẽ làm từ đầu nha. Rồi cái câu này mình sẽ làm như sau, select tên phòng ban đúng không, tên phòng ban mình quên, mở tên phòng ban cho mình xem, tên phòng ban, tên phòng ban nha. Rồi bây giờ là lương trung bình, đây là trung bình của cột lương. Rồi từ thì các bạn biết là đây là phòng ban với nhân viên, thì là từ bảng nhân viên. Inner join với bảng phòng ban đúng không? Rồi on nhân viên chấm mã phòng ban, hai bảng quan hệ khóa có ngoại mã phòng ban và phòng ban chấm mã phòng ban. Đây. Đó. Để rút bài. Rút bài theo tên phòng ban nha. Tên đấy. Mà đầu tiên mình chạy câu lệnh này trước. Bạn là cẩn thận, chúng ta chạy trước câu lệnh. Sau đó mình mới dùng cái hàm chuyển đổi, nó kêu mình chuyển đổi cái lương này nè. Cái cột lương này mình đặt đó là lương trung bình. Đúng không? Rồi và cái này mình chuyển đổi thì ở đây mình sẽ dùng hai, cũng hai cái hàm chuyển đổi. Lần thứ nhất mình các bạn dùng hàm convert, hàm két, sau đó các bạn không dành dùng hàm convert ha, ví dụ như đây là cast ha, két cái này, rồi sau đó là as decimal 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 rồi để dành 5,2 luôn, cho 5,2 luôn đấy. Rồi, đây là cái câu con tương đối là dễ gì đây như vậy là lương có thể độ dài cao hơn, mình cho người đi mà dài có thể là nhiều hơn, lương lương nó dài lắm đấy, cho người hai số thập phân hai số lẻ. Rồi bây giờ rồi đó là cái câu câu này nè, nhớ các bạn làm thêm cái kênh vật nữa, câu này bây giờ làm câu này nè. Nè con này. Câu này nó kêu mình làm cái gì đây? Xác định dạng lương trung bình kiểu ba cha. Được chưa? Sử dụng dấu phẩy tách cứ mỗi ba chữ số trong chuỗi ra. Gợi ý là dùng hàm let và hàm replace. Dùng hàm thay thế và hàm let là hàm hàm lấy trái nha. Ok, câu này mình sẽ làm ha. Đầu tiên là mình câu này nó liên quan đến câu này luôn, có nghĩa là mình cũng lấy tên phòng ban luôn y chang vậy luôn, nhưng mà cái lương trung bình thì kiểu ba cha, câu này mình kiểu ba cha nhé. Câu này là mình sẽ làm như sau, như vậy là với bài này thì giống như câu trên nhưng mà có điều là nó sẽ chuyển cái kiểu dữ liệu khác, đó là va cha va cha thì lúc này mình sẽ đổi chỗ này sẽ là ba cha 10 nha. Ba cha là chuỗi thôi đấy, đầu tiên là mình cho nó thành ba cha chạy trước nè, đấy, cái này là chuỗi nè. Bây giờ nó kêu là cứ mỗi ba chữ số trong cái chuỗi đó
tách ra, vừa là tách dấu phẩy, nó có gợi ý là hàm left và hàm replay. Như vậy là cái này mình phải bổ sung vô ha. Bổ sung vô như thế nào các bạn xem. Đầu tiên là các bạn vào chỗ này ha, mình bổ sung hơi nhiều nha. Mình sẽ làm gì? Mình lấy trái nè. Đầu tiên mình lấy trái của nó. Tại vì mình lấy số 3 số ra nè. Nên mình phải lấy trái. Như vậy là lấy trái lép. Lấy độ dài là 3. À, vậy là 3. Rồi sau đó mình cộng vô cái dấu phẩy. Có nghĩa là 3 theo cái số thì các bạn thấy là 307 phẩy đó. Rồi sau khi cộng rồi, bây giờ mình sẽ làm gì tiếp? Mình cộng tiếp. Mình cho xuống hàng cho nó dễ nha mọi người. Rồi. Sau đó mình mới cộng với lại cái gì? Mình replay, dùng hàm replay thay thế. Thay thế cái gì? Thay thế nguyên cái chuỗi của mình. Thay thế là nguyên cái chuỗi. Cái chuỗi ngay ban đầu á, 3 7 10 á. Coi cái móc mình đủ không? Rồi, mình thay thế cái gì? Mình sẽ thay thế cái led 3. Thay thế ba con số đầu. Bằng dấu phẩy. Tại vì lúc này mình chỉ lấy hai con số sau thôi. Mình chỉ lấy hai con số phía sau thôi. Mình bỏ ba con số đầu. Thì ba con số đầu là mình đã có cái led ở trên rồi. Các bạn hiểu không? Mình hiểu cái này nha. Mình bỏ mình thay thế ba con số đầu bằng dấu phẩy để mình ghép cái chuỗi led này với cái hai con số cuối. Nó ra 307.50. Đây các bạn thấy. Này 307.50. Cứ mỗi ba số mình có. Để nó phải chỗ này. Đây là một cái ví dụ ha. Để ý để các bạn làm thử nha. Rồi bây giờ mình đến cái bài 2. Mình muốn bài 2 cho mọi người nha. Bài 2. Bây giờ bài 2 là sử dụng hàm số hàm toán học. Ceiling floor. Nói chung là cái hàm này cũng tương đối là dễ ha mọi người ha. Làm hai hàm thử nha. Rồi, mình làm bài 2. Và như vậy là với câu này thì các bạn thấy là nó có nội dung giống như là câu trên, câu 1 trên nè. Với mỗi đề án liệt kê tên đề án và tổng số giờ làm việc một tuần của tất cả các nhân viên dự án đó rất là giống. Còn lại là mình sửa lại cái hàm ceiling và floor thôi ha. Như vậy là mình vô đây, mình lấy cái câu trên nè. Coi câu trên mình sử dụng thôi, đơn giản. Đấy. Để khó mình chạy nhé. Đó. Thì bây giờ nó kêu mình dùng hàm ceiling. Chỗ này mình sẽ bỏ vô là ceiling nha. Ceiling và floor, đúng không? Ceiling. Đấy. Một ceiling. Đó. Đấy. Đóng nguyên đóng lại luôn. Rồi bây giờ hồi nãy là 5532. Chắc là sẽ lên ceiling thì sẽ lên 56. Đó. Còn lại bỏ vô floor. Câu dưới vô floor. Đấy, câu này dễ. Video là dễ. Rồi bây giờ câu này nè, bây giờ mình làm câu này, câu nào khó. Cho biết. Đây, câu này. Câu này mới hay chứ. Câu này mới đáng làm nha mọi người. Đấy, bây giờ mình làm câu này nha. Đấy. Cho biết họ tên nhân viên. Họ nhân viên tên lót tên nhân viên có mức lương trên mức lương trung bình. Như vậy đầu tiên là mình phải tìm mức lương trung bình nè. Nha. Rồi sau đó mình làm tròn là chuyện sau nha. Của phòng nghiên cứu. Như vậy là mình đầu tiên là tìm cái mã mã phòng
có cái tên là phòng nghiên cứu, rồi sau đó mình mới đem đi mình so sánh lấy cho mức lương trên cái mức lương mà có cái mã phòng nghiên cứu đó nha. Như vậy đầu tiên câu này là mình select nè, select ra cái mã phòng ban nha, mã phòng ban của cái phòng nghiên cứu và phòng ban nè. Select cái gì, mã phòng ban nè, từ bảng phòng ban nè, đúng không? Bảng phòng ban nè, đúng không? Nơi mà cái tên phòng ban, bằng nghiên cứu, thì cái chỗ này có Unicode, các bạn có chữ nào phía trước nha, có nào phía trước, rồi tôi copy cái chữ này nha. Này. Đây. Rồi đầu tiên là mình tìm ra được cái mã đã. Mình bị sai chỗ nào đây, tên tên phòng ban bằng nơi mà select mã phone phòng ban where mình cứu ở đây, hình như mình thiếu. Rồi mình có mã phòng ban số 5 đúng không? Đấy, cái này sẽ làm tiếp, mình sẽ làm điều kiện cái này. Và bây giờ cho biết họ tên, bây giờ họ tên nhân viên, nhưng mà nó nằm trong bảng nhân viên rồi. Đấy, select, đúng không? Họ nhân viên, được chưa? Các bạn cộng với một khoảng trắng, rồi cộng với lại tên lót, tên lót. Đúng không? Rồi cộng khoảng trắng, rồi cộng với lại tên nhân viên, cột cuối cùng là cột tên nhân viên. Rồi, từ bảng nào, từ bảng nhân viên, rồi từ bảng nhân viên sao nữa, có mức lương nơi mà cái cột lương trên mức trung bình lớn hơn trung bình lương. Như vậy là mình như vậy là trên mức trung bình của phòng nghiên cứu. Như vậy là mình phải có cái lương trung bình ha, lương trung bình phòng nghiên cứu nữa, cột lương nha, trung bình lương nè, từ bảng nhân viên nè, đúng không? Rồi nhân viên, nhân viên đúng không? Rồi nơi mà cái mã phòng ban là BHG nào, nó phải sao bằng với là cái này, mình lấy cái mã là mình nãy mình lấy rồi nè, nếu mình nãy mình nhìn mã của mình cứu là 1 số 5 á, đúng không? Lấy mức lương trung bình. Rồi chạy ra ra mức lương trung bình luôn nha. Đó. Mà bây giờ nó kêu mình là làm tròn đến 2 số thập phân. Đó, bây giờ nó ra mức lương, bây giờ mình làm tròn 2 số thập phân. Thì mình làm tròn thì hàm ráo làm tròn. Làm tròn cái lương này là 2 số thập phân. Đấy. Đó, làm tròn. Đấy vậy thôi. Đó, bây giờ tiếp theo là mình sẽ làm gì? Mình có cái mức lương trung bình rồi. Mức lương trung bình của cái phòng nghiên cứu rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại câu trên, lấy họ tên lót, tên nhân viên, từ bảng nhân viên, nơi mà cái lương trên mức trung bình của phòng nghiên cứu. Như vậy là trên cái khúc này. Đấy, trên khúc này. Nè. Rồi, bây giờ mình chạy những câu. Có gì sửa? Có mức lương trên mức trung bình. Bây giờ muốn biết hồi nãy mà bây giờ mình kiểm tra, có thể kiểm tra dữ liệu hồi nãy mình làm tròn bao nhiêu ta, hồi nãy mình làm tròn cái phòng nghiên cứu rồi là 32.600. Bây giờ mình cho hiển thị cái lương luôn coi, nó ra có đúng không, 32.600 nha mọi người. Bây giờ mình bật khối rồi nào.
ta trên mức lương trung bình đó. Đã đúng rồi, câu này dễ nhiều quá. Bài ba, bài ba, bài ba mình nhìn sơ qua chắc cũng xử lý chuỗi không, cái nào dễ làm khó làm là dễ các bạn tự làm. Dữ liệu in hoa toàn bộ. Ở cái này dễ quá dễ, bơ là lâu rồi ha. Ví dụ như chưa cột họ lên được viết hoa toàn bộ, để tôi làm thử này. Viết hoa bây giờ cái tên này mình cho viết hoa đi, rồi này đúng không, để cho viết hoa chỗ này bơ dễ mà. Đấy, bơ nguyên cái đống này luôn, bơ nguyên đống này luôn đấy. Đấy, dễ mình tự làm. Rồi, thường dữ liệu cột tên có hai ký tự viết hoa. Ở cái này dùng là hàm ở này, nếu mà giờ ký tự giữa mà viết hoa thì dùng hàm hàm giờ lấy giữa nha các bạn nha, substring nha, substring có cái này dễ. Không cái này không. Rồi bài 4. Cho biết các nhân viên có năm sinh trong khoảng này, ta dùng between end nha. Để cái này dùng between end trong khoảng nha. Rồi cho biết tuổi của các nhân viên tính thời điểm, ở lấy tuổi thì lấy year của now trừ cho year của cột ngày sinh nha. Thử muốn biết tuổi đúng không? Rồi cái câu này chúng ta select, cái gì lấy năm, hàm lấy năm, của cái hàm lấy ngày tháng hiện tại là hàm get date, hàm get date trả về ngày tháng năm giờ phút giây, mình chỉ lấy năm thôi, để trừ cho cái năm của cái cột ngày sinh, cũng có ngày tháng năm, mình chỉ lấy year thôi. Để trừ cho lấy tuổi. Rồi đặt cái tên cột này, ngày sinh mình đúng không? Ngày sinh đúng rồi. Rồi mình đặt cho cái cột này là cột tên là tuổi. Rồi từ bảng là từ bảng nhân viên. Câu này thì là dễ nha, dễ là tuổi. Bây giờ mình tiếp nè, câu này là xin là thứ mấy, cái này dễ nha, câu này chúng ta tự tìm hiểu ra được cái thứ nha. Thứ trong tuần đó. Cho biết số lượng nhân viên ngành nhận chức, ngành trưởng phòng và ngành nhận chức hiện tại theo định dạng này. Các bạn khi thì các bạn mà muốn có cái kiểu xuất ra có định dạng kiểu đây minh kiểu gạch ngang hoặc là gạch xuyệt ha, hoặc là minh đây thì các bạn nhớ đến cái chuẩn trong trang Microsoft các và trên vợt bên dưới các bạn thấy là nó có cái chuẩn như vậy. Trong cái bài yêu cầu đó nó kêu mình chuẩn là chuẩn đây minh này đúng không, có phải không? Đúng rồi nè, như vậy cái mã kênh vượt chỗ này sẽ là số 5, số 5 105. Nhớ chỗ này khi kênh vượt mình cho hiện này. Bây giờ mình thử nè, mình lấy cái cột ngày tháng năm để mình điều chỉnh nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái cột cột nào trên có ngày tháng năm không, ngày tháng năm cột thời gian không ha. Thôi mình lấy cột này đi, bây giờ mình select ngày sinh đi, và như vậy ở đây mình lấy cái cột ngày sinh luôn nhé, ngày sinh mình làm luôn đây, select ngày sinh nhân viên, select ngày sinh form nhân viên. Nhưng mà mình đây ví dụ của nó là vậy ha, năm tháng ngày. Bây giờ mình sẽ là kênh vợ. Kênh vợ kiểu dữ liệu cha ba cha sinh nhật ba cha rồi chưa, phải rồi cột ngày sinh phải 105, mà mình biết 105 đây mình gì đó, mình tiêu đề cột mình cho nó là ngày sinh cho nó hiển thị rồi. Đây cha thử đi, sửa tiếp. Đó, đây mình gì lại đúng như cái yêu cầu mình gì rồi.
Hy vọng các bạn sẽ nãy giờ những cái câu tham khảo này các bạn có thể làm được nhé, và triển khai thêm mấy câu nãy giờ mình tôi bỏ những gì tương đối là không khó để các bạn tự làm. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé.